Thưa bác, con có một số câu hỏi về chùa giác ngộ và ông thích nhật từ. Câu con hỏi đi. Dạ. Thưa bác, chùa giác ngộ kêu gọi Phật tử cúng dường phù điêu tượng Phật làm bằng đồng 4 triệu một phù điêu để mà ông thích nhật từ này ổng ốp tường trang trí cho đẹp. Trong một buổi giảng khác, ông thích nhật từ tự thú nhận rằng giá của một phù điêu này khoảng 2 triệu 8 tới 3 triệu là ông ta lời 1 triệu tới 1 triệu 2 trên một cái phù điêu Thưa bác cho cháu hỏi Hành động của ông Thích Nhật Từ này Có phải là lợi dụng lòng tin của người tu theo đạo Phật Để lừa người không thưa bác Không không phải, không phải lừa Ông nói làm cái gì phải có lợi tôi mới làm Con suy nghĩ đi Thế gian này mà con làm không lời ai là ai làm chi Không có lừa Ví dụ con làm cái gì cũng vậy? Kể kể tổ chức đi du lịch Thấy không? ví dụ người ta 10 ngàn Thì con lấy 12 ngàn đâu có sao Tôi lấy tiền công của tôi Thì ông Mật Từ Ông cũng có sáng kiến làm hay Thì đây là lấy cái tiền công công không thôi Không có lừa đâu Tốt á, cái đó nói là tốt Đâu, con hỏi tiếp đi